Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Mỹ Sơn. Hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2021 và chúng tôi làm một cái video này cho khách hàng là anh Quốc ở Mê Linh, Hà Nội. Anh Quốc thì sau khi nghiên cứu, tìm hiểu và thấy nhu cầu sử dụng phù hợp với cả cái dòng Z-Watt, sau đó anh đã chọn cái Z-Watt này là cái máy mà anh ấy sử dụng. Z-Watt này thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn khá là nhiều video rồi. Dòng máy này là dòng máy mới, có mức giá khá là hợp lý, 3 triệu 300 nghìn cho một chiếc. Và cái dòng máy này thì piston nòng của nó 4mm các bạn nhá. Do đó thì cái khả năng vận hành của nó gần như công suất hiện tại là gần như là lớn nhất hiện nay rồi. Gần như thôi chứ mình không nói là lớn nhất nhá các bạn nhá. Và hôm nay thì chúng tôi làm một cái video này để thử máy cho anh ấy. Thì bình thường khách hàng ấy, nếu mà đợt này nó không có dịch ấy, thì là khách hàng hay qua tận nơi Điện Máy Bình Sơn xem, test thử, nhận hướng dẫn sử dụng thì mới sau đó mang về. Nhưng mà do cái đợt này dịch bệnh ấy nên là khách hàng không qua trực tiếp được và vẫn muốn không muốn xảy ra bất kỳ một cái trục trặc gì, do đó là yêu cầu thử máy trước khi gửi hàng. Thì đây cho các bạn xem luôn cái đơn hàng, hóa đơn ấy, không lại bảo mình chép gió. Đây, lắm rồi mới làm video quay bán hàng, bình thường ít á, bình thường chỉ giới thiệu thôi. Này khách hàng nha anh Quốc nhá, che số điện thoại lịch sự như Linh nhỉ, đó, cắt cỏ nhá, ok, anh lấy cả cước, cả mâm cước nữa. Rồi, ok, như khách lấy thêm 2 cuộn cước Teflon nữa, thì đây là 2 cuộn cước Teflon. Đây, khách lấy thêm 2 cuộn cước Teflon nữa. Thì 2 cuộn cước này là 15m một cuộn này, 3.5 ly Teflon. Cước này là cước hình tam giác, cước để chụp cũng rất là sắc, không quá thua kém cái cước gai. Rồi, ok. Sau đây chúng tôi sẽ nhờ bạn kỹ thuật đổ xăng, đổ test máy để cho khách hàng yên tâm. Quý ơi, đổ xăng cho khách đấy. Để khi mà khách hàng nhận được cái máy này thì hoàn toàn có thể yên tâm. Đấy, bình thường các bạn có thể chê hàng Trung Quốc, nhưng mà với cái phân khúc 3 triệu hơn 3 triệu thì mình nghĩ đây là hợp lý rồi. Chả dòng máy nào ngon hơn. Bắn côn ra hay là nào em? Đấy, sau khi đổ xăng thì chúng ta bóp vú. Đây. Đủ sạch à? Rồi, ok. Anh em thấy không? Máy nổ rồi. Ga lên. Ấm hết anh ốc nhở? Ấm thế. Xong một em. Một em. Rồi, xong một em nữa. Chúng ở Điện Máy Bình Sơn chúng tôi là sở trường thử máy này anh em ạ. Giao dự án toàn mấy chục cái một, vẫn phát một, không đến phát thứ hai. Anh em nghe tiếng không? Nhìn ga nhá. Ga này dãy nảy luôn. Đấy, dãy luôn. Tô vòng nó lớn. Ok, về khuyến cáo khách hàng nên sử dụng nổ garanti trước khi mình sử dụng thực nhá. Nổ khoảng tầm 2 bình là ok rồi, không một bình được. Rồi một lần nữa thì nếu mà khách hàng anh Quốc ở Mê Linh xem được video này có thể yên tâm khi mà nhận hàng nha. Rồi một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.